Julie xin mến chào quý vị đã đến với bản tin của tin người Việt Canada và thưa quý vị, chương trình của chúng tôi sẽ phát sóng mỗi ngày tại YouTube channel và buổi sáng cũng như là buổi tối. Rất mong quý vị sẽ đón xem những tin tức Canada cũng như trên thế giới cập nhật chọn lọc và rất hữu ích. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian để có thể bấm theo dõi bản tin cũng như là chia sẻ bình luận ý kiến. Julie mời quý vị cùng Julie cập nhật thông tin trong buổi sáng ngày hôm nay. Và thưa quý vị, buổi sáng ngày hôm nay khi mà chúng tôi thực hiện bản tin này thì uh, thứ ba vào ngày 5 tháng 3, uh, Facebook cũng như là Messenger cũng đã bị sốt down và quý vị có lẽ cũng đã trải qua uh, một cái vấn đề đó là bị uh, bị lock out ra khỏi cái tài khoản của mình và 30 phút sau thì Facebook đã có thể xử lý vấn đề này vì có hơn gần 200.000 báo cáo trên toàn cầu về vấn đề kỹ thuật và rất mong quý vị qua thông tin này quý vị cũng hết sức cẩn trọng khi mà trong cái thời gian mà xảy ra cái vấn đề kỹ thuật thì rất có thể sẽ có những tin nhắn email hoặc là những cái thông báo gửi đến quý vị lừa đảo và quý vị hãy hết sức cẩn trọng và chúng ta tốt nhất là luôn luôn hãy chờ đợi thông tin một cách chính xác nhất cảm ơn quý vị và quay trở lại vấn đề thời tiết trong buổi sáng ngày hôm nay thì ở vùng atlantic canada vẫn có nhiều sự thay đổi Mặc dù những dấu hiệu của mùa xuân đang dần bắt đầu xuất hiện, nhưng mà quý vị sẽ cần phải kiên nhẫn hơn trong một thời gian tới vì mùa đông sẽ tiếp tục tấn công trên phần lớn đại Tây Dương Canada. Một loạt những hệ thống mang lại một lượng mưa hỗn hợp trong những ngày tới với những đợt tuyết rơi dày và tình trạng băng giá kéo dài là một mối đe dọa trên khắp bờ khu vực bờ Đông. Và do đó, một số khu vực sẽ có thể phải đối mặt với một tình trạng gián đoạn về việc đi lại và mất điện vào cuối tuần này và tốt nhất quý vị nên lập kế hoạch trước cũng như là tiếp tục kiểm tra cũng như là theo dõi những thông tin về thời tiết. Và sau khi bắt đầu tuần mới với nhiệt độ ôn hòa và nắng, mưa sẽ quay trở lại ở Maritime vào tối ngày hôm nay và sẽ kéo dài vào sáng thứ tư ngày 6 tháng 3 trên khắp Newfoundland. Mưa lớn nhất cũng có thể rơi ở phía bắc Nova Scotia và phía nam của New Brunswick trong đêm ngày hôm nay với dự báo sẽ là 5 đến 20 mm và cho đến thứ năm giữa tuần, nhiệt độ lạnh hơn sẽ dịch chuyển về phía nam và với phần lớn mưa chuyển thành tuyết ở trên khắp vùng New Brunswick. Khi mà quá trình chuyển đổi xảy ra, thì cũng có nhiều khả năng sẽ xảy ra những hỗn hợp, ví dụ như là mưa đá kéo dài, lạnh lẽo hoặc là mưa băng. Và những điều kiện này có thể sẽ xảy ra dọc theo miền nam New Brunswick và Prince Edward Island, kéo dài cho đến vùng phía bắc của Nova Scotia và kéo dài cho đến thứ năm giữa tuần. Các tác động về du lịch sẽ xảy ra đối với những khu vực mà có lượng mưa hỗn hợp kéo dài trong nhiều giờ và cũng có thể xảy ra nguy cơ mất điện thưa quý vị. Những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở Maritime thì có thể sẽ chứng kiến tuyết từ 10 đến 25 cm, trong khi ở những khu vực như là Newfoundland có thể nhìn thấy từ 15 đến 30 cm tuyết. Dự kiến sẽ một mô hình hoạt động diễn ra vào cuối tuần này và sang tuần tới với nhiều tuyết và băng giá hơn, không khí lạnh hơn vẫn giữ nguyên. Ngược lại thưa quý vị vào đầu tuần này thì tất cả quý vị cùng đã chứng kiến ở miền Nam Ontario giống như là mùa xuân hơn và đối với nhiều người thì nhiệt độ cũng đã tăng lên mức thấp nhất là 20 độ C vào thứ hai và tiếp tục duy trì cho ngày hôm nay kỷ lục ở những thành phố như là Hamilton nơi mà có 20 độ C sớm nhất thưa quý vị và chỉ kém kỷ lục trước đó diễn ra vào ngày 8 tháng 3 năm 2000 mà thôi. Mặc dù đang tiến tới gần hơn với thời điểm mà chính thức bắt đầu mùa xuân, nhưng mà quý vị cũng đừng hy vọng rằng những tình trạng hiếm gặp này sẽ tiếp tục diễn ra trong một thời gian dài. Cảm giác ban đầu về thời tiết sẽ dễ chịu khi mà quý vị có thể chơi golf vào tuần này và nó sẽ sớm tan biến với một đợt không khí lạnh tiếp theo. Nhiệt độ sẽ tăng lên vào ngày hôm nay và mặc dù chưa thể đạt được mức cao nhất 20 độ C như ngày thứ hai, nhưng thời tiết này sẽ có thể duy trì trong suốt thứ ba, thứ tư và thứ năm. Dự kiến sẽ có một đợt mưa kèm theo không khí lạnh sẽ đến vào cuối ngày thứ tư. Với lượng mưa từ 5 đến 15 mm có thể xảy ra ở hầu hết miền Nam Ontario và tổng lượng mưa có thể cao hơn ở các khu vực trung tâm. Và một chút bất ổn sẽ lan qua biên giới, thậm chí có thể dẫn đến nguy cơ xảy ra giông bão trên khắp các khu vực phía Tây Nam khi mà cơn gió lạnh này đi qua. Và điều kiện mát mẻ hơn đáng kể tràn vào miền Nam Ontario. Nhưng mà thưa quý vị, các chỉ số có thể sẽ vẫn ở mức ôn hòa hơn theo mùa trong thời gian còn lại của tuần này. Và chúc quý vị có một tuần làm việc cũng như là nếu có những dự định đi ra ngoài vào tháng 3 thì mọi điều may mắn và bình an. Tổ Yến Canada, quà tặng sức khỏe cho gia đình, miễn phí giao hàng tận nhà cùng với nhiều quà tặng. Xin gọi 514 996 6679. Quay trở lại với những thông tin về sức khỏe khi mà bốn tỉnh đã xác nhận những ca mắc sởi và trong đó trường hợp hiếm gặp những người mà đã tiêm phòng đầy đủ và 17 trường hợp mắc bệnh sởi đã được xác nhận tại ở Quebec, Ontario, Saskatchewan và BC và hơn một nửa số trường hợp thưa quý vị ở những khu vực là thuộc thành phố Montreal, trong khi một trường hợp ở Ontario có liên quan đến một trường hợp trung học. Giám đốc y tế công cộng Quebec cũng đã xác nhận 10 trường hợp vào ngày 4 tháng 3 và hầu hết liên quan đến những trẻ em và khiến cho thành phố Montreal đều trở thành tâm chấn của cả Canada. Và các chuyên gia sức khỏe cho biết chỉ có 3 trong số các trường hợp có liên quan đến việc đi du lịch nước ngoài và cho thấy sự lây lan ở trong cộng đồng, trong và xung quanh thành phố. Cơ quan y tế công cộng của Ontario thì đã xác nhận rằng 5 trường hợp mắc bệnh sởi và cho biết tất cả đều liên quan đến việc du lịch trừ một trường hợp. Và quan chức y tế khu vực nói rằng Trường hợp duy nhất được công bố vào tuần trước là ở một người đàn ông ở độ tuổi 30 tuổi ở vùng York phía bắc của Toronto và có khả năng liên quan đến việc lây truyền cho cộng đồng rất lớn. Người đàn ông này đã tiếp xúc gần gũi với các học sinh và giáo viên tại một trường trung học nên là các quan chức y tế cộng đồng ở khu vực này đang bảo đảm rằng tất cả mọi người đều đã được tiêm chủng. Hơn 1.500 sinh viên và 150 nhân viên đã nhận được thông báo từ quan chức y tế cộng đồng vào ngày 29 tháng 2 và rằng họ đã tiếp xúc với một trường hợp dương tính với bệnh sởi. Họ đã được mời đến một phòng khám chủng ngừa vào Chủ nhật tuần vừa qua và với tỷ lệ tiêm chủng là 95% và vấn đề này vẫn đang được tăng lên. Những học sinh không có bằng chứng tiêm chủng với hai liều vaccine sởi, quay bị hoặc là rubella sẽ không được phép trở lại trường học cho đến ngày 15 tháng 3, và người đàn ông này khoảng 30 tuổi đã được tiêm phòng đầy đủ nhưng mà vẫn bị mắc bệnh. Thưa quý vị, giáo sư miễn dịch học tại Đại học Hamilton là Mass Master đã cho biết rằng rất hiếm khi nào mà có một người đã tiêm đầy đủ hai mũi vaccine mà bị nhiễm bệnh. Khi tôi nghe về một trường hợp như thế này, thì tôi rất biết ơn người này đã tiêm phòng vì điều đó có nghĩa là họ đã có thể trải qua một diễn biến ít nguy hiểm hơn và những gì mà họ lây lan cũng hạn chế hơn đồng thời lưu ý rằng bệnh sởi không chỉ là một căn bệnh nguy hiểm nhất mà loại virus truyền nhiễm này đã biết nhưng mà cũng có tỷ lệ tử vong cao nhất trong số tất cả những bệnh nhiễm trùng có thể phòng ngừa được bằng vaccine. Và bệnh nhân cũng sẽ có ít khả năng lây bệnh sởi ra người khác hơn so với những người mà không được tiêm chủng. Cán bộ y tế của tỉnh bang BC thì cho biết một trường hợp nhiễm virus liên quan đến du lịch quốc tế và đã được ghi nhận tại khu vực y tế ven biển Vancouver vào cuối tuần với một đứa trẻ 10 tuổi. Một trường hợp khác ở Sakatun và đã được xác nhận vào tháng 1 cũng có liên quan đến việc du lịch nước ngoài. Tỉnh bang BC và Ontario lần cuối báo cáo có trường hợp nhiễm virus sởi là vào năm 2019, thưa quý vị, khi mà tỉnh phía Tây đang yêu cầu những phụ huynh và người giám hộ cung cấp các đơn vị y tế, cộng đồng, hồ sơ tiêm chủng cho những học sinh đang theo học ở các trường công cần phải tiêm đủ hai liều vaccine. Và các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm cho biết rằng một số ít trường hợp mắc bệnh sởi có thể sẽ leo thang thành các ca nhiễm trùng lan rộng như đã xảy ra ở những nơi khác trên thế giới, bao gồm cả châu Âu, nơi mà hàng ngàn trường hợp đã được xác nhận. Và kêu gọi các bậc cha mẹ hãy bảo đảm con em của mình được tiêm chủng ngừa bệnh sởi, đặc biệt là nếu như họ dự định du lịch trong kỳ nghỉ xuân bắt đầu vào tháng 3 này. Và người đồng cấp liên bang tiến sĩ Theresa Tham cũng đã đưa ra thông điệp tương tự trong tuyên bố vào ngày 23 tháng 2. Thủ hiến BC, ông David Abbey cũng cho biết việc mà xác nhận trường hợp duy nhất của tỉnh đó là rất kinh hoàng đối với các bậc cha mẹ có con nhỏ và ông đã đưa ra lời khiển trách đối với những người, những người mà buôn bán thông tin sai lệch về vaccine. Nếu không có những loại vaccine đó, quý vị sẽ khiến cho trẻ sơ sinh ở tỉnh của chúng ta có nguy cơ mắc bệnh rất nghiêm trọng và các triệu chứng của bệnh sởi tương tự như là cảm lạnh, cúm trước khi mà phát ban và loại virus này cũng có thể dẫn đến bệnh nặng ở những trẻ em bao gồm viêm phổi và sưng não. Bộ Y tế Canada cho biết rằng đến tháng 3 năm 2021, thì tỷ lệ bao phủ tiêm chủng trên toàn quốc tương tự như năm 2019, với 92% trẻ 2 tuổi đã được tiêm phòng sởi. Và quay trở lại, Canada sẽ tiếp tục đặt mục tiêu có thể 95% được tiêm chủng vaccine cho trẻ em vào năm 2025, bao gồm hai liều vaccine sởi cho trẻ khoảng 7 tuổi. Thưa quý vị. Cũng liên quan đến vấn đề sức khỏe khi mà mới đây một nghiên cứu cho biết rằng thực phẩm chế biến sẵn đang hủy hoại sức khỏe của chúng ta. Đây có lẽ là một thông tin không phải là quá xa lạ, nhưng mà những đánh giá hàng năm của nghiên cứu dịch tễ học được công bố mới đây trên tạp chí Y khoa Anh, thưa quý vị, một lần nữa đã phát hiện ra rằng việc mà tiếp xúc nhiều hơn với những thực phẩm mà chế biến sẵn hoặc là đóng hộp có nguy cơ mắc 32 hậu quả có hại cho sức khỏe, bao gồm ung thư, các bệnh nghiêm trọng về tim và phổi hay là rối loạn sức khỏe tâm thần và có thể tử vong sớm. Những kết quả này bao gồm tỷ lệ tử vong, ung thư và các kết quả về sức khỏe tâm thần, hô hấp, tim mạch, tiêu hóa và trao đổi chất. Việc mà chúng ta tiếp xúc nhiều hơn với những thực phẩm chế biến sẵn có liên quan đến nguy cơ mắc các kết quả bất lợi cho sức khỏe cao, đặc biệt là chuyển hóa tim, rối loạn tâm thần thông thường và kết quả tử vong. Thực phẩm chế biến sẵn bao gồm đồ nướng Đồ ăn nhẹ đóng gói hay là đồ uống có ga, ngũ cốc có đường và các sản phẩm ăn liền đóng hộp hoặc là những sản phẩm hâm nóng đều trải qua nhiều quy trình công nghiệp và kết quả là chúng chứa màu sắc, chất nhũ hóa, hương vị và các chất phụ gia khác. Và theo đánh giá, thực phẩm gọi là siêu chế biến này có liên quan đến nguy cơ tử vong liên quan đến bệnh tim mạch tăng 50%. Nguy cơ lo lắng và rối loạn tâm thần đã tăng cao từ 48 đến 53%, và nguy cơ mắc bệnh loại 2 cao hơn 12% ở những bệnh tiểu đường. Những thực phẩm này thưa quý vị không chỉ làm tăng từ 40 đến 66% nguy cơ tử vong liên quan đến bệnh tim, béo phì hoặc là những vấn đề về giấc ngủ của quý vị, mà đồng thời nó cũng làm tăng 22% nguy cơ bị trầm cảm mà chúng còn có khả năng rút ngắn tuổi thọ của chúng ta và việc mà tiêu thụ thực phẩm siêu chế biến cao hơn có nghĩa là nguy cơ tử vong nói chung cao hơn ở 21% do bất cứ một nguyên nhân nào. Mặc dù báo cáo tìm thấy những bằng chứng hạn chế về những mối liên hệ giữa thực phẩm như vậy và ung thư hoặc là ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt hay là ung thư về tuyến tụy, nhưng mà họ cũng đã phát hiện ra những mối liên hệ trực tiếp với nguy cơ ung thư đại tràng. Tỷ lệ calo có nguồn gốc từ thực phẩm chế biến sẵn cao ở các nước có thu nhập cao. Ở các quốc gia có thu nhập cao thì tỷ lệ về năng lượng trong chế độ ăn uống có nguồn gốc từ thực phẩm chế biến sẵn lần lượt dao động từ 42% 58% ở Úc và Hoa Kỳ và đến mức thấp nhất 10% 25% ở Ý và Hàn Quốc. Người Canada của chúng ta cũng thực sự là những nước mà mua thực phẩm chế biến hoặc là đồ uống chế biến sẵn lớn thứ hai trên thế giới chỉ đứng sau Hoa Kỳ thôi thưa quý vị. Và người dân Canada cũng nhận khoảng 50% lượng calo hàng ngày từ những thực phẩm chế biến sẵn. Thực phẩm chế biến sẵn có thể bao gồm các mặt hàng như là đồ uống có đường, đồ ăn nhẹ đóng gói, sô cô la, kẹo, bánh mì công nghiệp, bánh ngọt, bánh quy, món tráng miệng, súp hoặc là mì đóng gói cũng như là các bữa ăn đông lạnh và ăn liền. Và các chuyên gia sức khỏe cũng cho biết những thứ này không chỉ rẻ tiện lợi mà còn phù hợp đặc biệt là đối với những người trẻ và nếu như chúng ta xem xét những khuyến nghị của Bộ Y tế Canada chúng ta sẽ chọn một nửa để ăn đầy trái cây và rau quả một phần tư để trái cây của quý vị là ngũ cốc nguyên hạt và sau đó một phần tư để trái cây sẽ là các lựa chọn về protein cuộc khủng hoảng về chi phí sinh hoạt hiện nay có lẽ cũng đã khiến cho nhiều người Canada không thể mua được những sản phẩm tươi sống và điều này cũng đang làm tăng áp lực lên các ngân hàng thực phẩm ở nhiều thành phố lớn của Canada. Và tại các ngân hàng thực phẩm thì tất nhiên chúng ta cũng sẽ thường thấy những thức ăn mà đóng sẵn ở trong những hộp hoặc là ở trong những cái can thưa quý vị. Chúng tôi cũng đã hiện đang phục vụ 1 phần 10 người dân Toronto tại các ngân hàng thực phẩm và chúng tôi vừa vượt qua một kỷ lục mới trong năm nay về những người cần thực phẩm tại ngân hàng. Và chúng tôi đã mất 38 năm để có thể đạt được một triệu lượt truy cập ngân hàng thực phẩm Toronto. Và chúng tôi đã mất 2 năm để nhìn thấy con số 2 triệu lượt truy cập và chỉ năm 2023 thôi. Thì chúng tôi đã nhìn thấy một con số kỷ lục 3 triệu người truy cập tại ngân hàng thực phẩm Toronto. Và nếu như thu nhập là một vấn đề thì hãy tìm những thực phẩm có thời hạn sử dụng cao hơn khi chúng được giảm giá và sau đó dự trữ chúng. Những thứ như là đầu đóng hộp, rau đông lạnh và mì ống làm từ ngũ cốc nguyên hạt hoặc là những loại mặt hàng đó sẽ có thời hạn sử dụng lâu hơn. Lời khuyên lớn nhất là hãy từ bỏ hoàn toàn đồ uống có đường. Đồ uống có đường sẽ cung cấp lượng calo cao, nhiều đường bổ sung và đường bổ sung, điều đó có nghĩa là nó không nhất thiết, phải có chất dinh dưỡng kèm theo và không có lợi gì cho sức khỏe của quý vị. Ngoài ra thì những loại đồ uống mà dành cho gọi là bù nước cho những người tập thể dục hoặc là những loại nước vitamin đó thưa quý vị. Nhiều khi cũng chứa chất bảo quản rất là nhiều và chúng ta ưu tiên cho những lựa chọn về trái cây tươi hơn. <laughs> Tiếp đến là những cảnh báo dành cho người cao niên. Khi mà đã có một vụ việc, người cao niên tại Ontario mất tới 80.000 đô lừa đảo tiền điện tử. Và có lẽ Julie tin chắc rằng quý vị cũng đã từng, nhìn thấy những quảng cáo liên quan đến Elon Musk hoặc là liên quan đến việc mua tiền ảo ở trên mạng xã hội với những thu nhập khủng và mới đây thì một người cao niên Ontario đã bị lừa một số tiền lớn đó là bà Lenora ở Isaac Ontario đã nói rằng tôi không biết mà làm thế nào tôi lại rơi vào cái bậy này nhưng mà họ chắc chắn đã tóm được tôi bằng cách nào đó họ đã cố gắng nhấn nút của tôi và khiến tôi tin tưởng rằng họ là những người thực sự giúp tôi làm giàu, vì vậy tôi đã bỏ thêm tiền vào đó. Câu chuyện diễn ra vào tháng 3 năm 2021, bà Lenora cho biết rằng bà đã xem được những gì là một câu chuyện tin tức về cơ hội đầu tư và tiền điện tử mang lại lợi nhuận khổng lồ. Sau khi đọc nó, bà cho biết bà đã liên lạc với công ty được liệt kê trong bài viết và ngay lập tức đã có người đề nghị là đầu tư 250 đô. Khi đó có vẻ như là lợi nhuận của bà ấy đã tăng lên và bà Lenora đã giao nhiều tiền hơn. Cuối cùng, bà đã gửi tổng cộng số tiền là 80.000 đô thưa quý vị. Nhưng mà khi bà cố gắng rút tiền từ sàn giao dịch thì nó đã không thực hiện được. Và đó là rất nhiều tiền. Đó là thu nhập trong vài năm của tôi. Theo Trung tâm Chống Lừa Đảo Canada, người Canada đã mất 309 triệu đô vì các vụ lừa đảo đầu tư vào năm 2023. Và nhiều người Canada bị mất tiền vì các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử bị dụ dỗ bởi lời hứa sẽ kiếm được nhiều tiền dễ dàng sau khi xem quảng cáo giả mạo. Gần đây thì những quảng cáo giả mạo kể cả Elon Musk bằng AI thôi quý vị, với những người nổi tiếng, những nhà đầu tư hoặc là nhân viên tin tức. Chủ tịch của BBB, phục vụ phía Nam trung tâm Ontario cho biết rằng nhiều vụ lừa đảo đầu tư hoạt động theo cách tương tự Với các nhà đầu tư có thể tin rằng tiền của họ đang tăng giá trị, nhưng mà khi họ cố gắng rút tiền thì điều đó không thể xảy ra và khi các cá nhân cố gắng rút tiền đó ra, họ không thể làm được và đôi khi là ứng dụng bị biến mất hoặc là những kẻ lừa đảo đang cố gắng khiến cho quý vị bỏ nhiều tiền hơn nữa để có thể đạt được đến cấp độ cao hơn. Trong một quảng cáo lừa đảo mà báo chí đã xem được, thì có một video có sự góp mặt của Elon Musk do AI xây dựng và cho thấy rằng tỷ phú này tuyên bố hàng triệu người dùng đã có thể trả hết nợ trong tuần đầu tiên sử dụng nền tảng này, mua một chiếc xe trong vòng một tháng và mua một ngôi nhà mơ ước của họ sau 6 tháng. Và trong cùng một quảng cáo, thì quý vị cũng có thể nghe thấy Elon Musk giả và nói rằng nếu như bạn không kiếm được một triệu đầu tiên sau 6 tháng, cá nhân tôi sẽ tặng bạn một chiếc Tesla Model 3. Cục cạnh tranh Canada cho biết rằng AI có thể tạo ra hình ảnh và video giả mạo, mạo danh các công ty hoặc là cá nhân nổi tiếng, sử dụng nhân bản giọng nói để tiếp thị lừa đảo và tạo ra các cơ hội đầu tư giả mạo. Và thông thường, những quảng cáo do AI tạo ra có thể trong lộn xộn khi mà nó có chuyển động cơ thể hoặc làm miệng bất thường. Trong khi nhiều người nhìn thấy các quảng cáo này là giả mạo, thì cũng có rất nhiều người, thưa quý vị, tin rằng đây là những thông tin chính thống. Hoặc là có một số người không chỉ là nhìn thấy quảng cáo, mà những quảng cáo này còn được gửi trực tiếp đến nhà của người Canada thông qua các tài khoản xã hội đã bị tấn công. Trong 3 năm qua, Quay trở lại câu chuyện của bà Lenora, bà cũng đã cố gắng lấy lại số tiền của mình đã mất và không từ bỏ hy vọng. Và bà cũng đã khuyên bất cứ ai nghĩ đến việc đầu tư tiền điện tử phải cực kỳ cẩn thận. Và tiếp đến câu chuyện về hành khách đã từ chối chuyến bay 737 Max của Boeing. Đó là Pearson, người mà đang bay từ Seattle đến New Jersey vào năm 2023 thì cuối cùng ông ấy cũng đã lên một chiếc máy bay mà ông ấy không bao giờ mong muốn. Cư dân Seattle này đã đặt chỗ với Alaska Airlines vào tháng 3 năm ngoái và đã cố tình chọn chuyến bay với chiếc máy bay mà ông ấy vui vẻ lên. Về cơ bản nhất là bất cứ thứ gì ngoài trừ chiếc Boeing 737 MAX. Khi mà tôi đến sân bay, kiểm tra lại rằng đó không phải là một chiếc MAX. Tôi đã đi qua cửa an ninh, mua cà phê, tôi bước lên máy bay và tôi nghĩ nó khá mới mẻ và sau đó tôi đã kiểm tra những thông tin trên máy bay của mình và phát hiện ra đó là một chiếc Boeing Max khác. Một tiếp viên hàng không đang đóng cửa máy bay và tôi đã nói, lẽ ra tôi không nên lên chiếc máy bay Max. Cô ấy nói, bạn biết gì về chiếc Max? Tôi nói rằng tôi không thể đi vào chi tiết ngay bây giờ, nhưng mà tôi không có ý định sẽ lên một chiếc Max và tôi muốn xuống máy bay. Ông Pearson đã đến được New Jersey, nhưng mà bằng việc đặt một vé máy bay khác. Nhân viên sân bay Alaska đã đặt lại vé trong máy vào buổi tối cùng ngày và máy nói rằng việc mà dành cả ngày ở sân bay để đi một chiếc máy bay khác mà không phải là Max khiến cho ông cảm thấy an toàn hơn. Ông Bison, người có góc nhìn trực tiếp và độc đáo về chiếc máy bay Boeing sản xuất tại nhà máy Renton ở bang Washington, Hiện là giám đốc điều hành của nhóm giám sát hàng không, tổ chức an toàn hàng không thưa quý vị. Và ông cũng từng là sĩ quan chỉ huy phi đội cùng với các vai trò lãnh đạo khác trong sự nghiệp hải quân kéo dài 30 năm, sau đó là 10 năm làm việc tại Boeing. Và trong đó có 3 năm làm quản lý cấp cao về hỗ trợ sản xuất tại Renten chính nó và cũng đang thực hiện dự án 737 Max trước khi ra mắt. Nhưng mà máy là một trong số những du khách không muốn lên máy bay. Bốn là tâm điểm của hai vụ tai nạn chết người cũng như là những sự cố liên quan vào ngày 5 tháng 1, trong đó phần thân của máy bay của hãng hàng không Alaska đã bị rơi ra giữa không trung. Các chuyên gia đồng ý rằng sự việc ở Alaska có thể còn tồi tệ hơn và chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cũng đã cảnh báo rằng điều như thế này có thể sẽ xảy ra một lần nữa. Mẫu trước đó Max 8 đã dính vào hai vụ tai nạn chết người vào năm 2018, 2019 khiến tổng cộng 346 người đã thiệt mạng. Và các vụ tai nạn được cho là do sự cố của MCAS, một hệ thống tự động ở trong Mars, được thiết kế để có thể ổn định độ cao của máy bay, ghi đề thông tin đầu vào của phi công trong một số trường hợp. Và Boeing đã chấp nhận trách nhiệm pháp lý của mình vào năm 2021 đối với một trong những vụ tai nạn. Vào ngày 28 tháng 2, thì FAA cũng đã cho Boeing 90 ngày để có thể đưa ra kế hoạch giải quyết các vấn đề về chất lượng và an toàn. Và Boeing nói với hãng tin CNN rằng, mỗi ngày, hơn 80 hãng hàng không khai thác khoảng 5.000 chuyến bay với độ bay toàn cầu, gồm 1.300 máy bay 737 MAX, chở 700.000 khách hàng đến các địa điểm an toàn. Độ tin cậy trong khai thác của dòng 737 MAX là trên 99% và phù hợp với những mẫu máy bay thương mại khác. Tuy nhiên hiện nay, khách hàng lại có những suy nghĩ ngược lại. Quay trở lại, câu chuyện của cựu nhân viên Boeing. Ông Bison cũng đã chỉ trích công ty Boeing kể từ khi mà máy bay này lần đầu tiên được đưa vào dây chuyền sản xuất. Vào mùa hè năm 2018, thì ông ấy đã gửi một số tin nhắn lên chuỗi tại Boeing và nhận thấy điều mà bây giờ ông ấy nói là một dây chuyền sản xuất không ổn định. Trong những email mà ông ấy đã chia sẻ công khai từ đó, Ông Benson đã cảnh báo về mối lo ngại của ông rằng áp lực mạnh mẽ để đưa máy bay ra khỏi nhà máy đang khiến cho những công nhân kiệt sức phải cắt giảm công việc và máy lo sợ rằng nó có thể kết thúc trong bi kịch. Ông cũng đã nghỉ hưu sớm vào tháng 8 năm 2018. Ông nói rằng, tôi biết đó là một môi trường làm việc không lành mạnh và không thể hỗ trợ ban lãnh đạo nữa. Ông đã viết lại bức thư và gửi cho Hội đồng Quản trị Boeing cũng như là FAA. Người phát ngôn của Boeing đã cho biết công ty đã đầu tư rất nhiều vào lực lượng lao động của chúng tôi trong vài năm qua. Họ cho biết, số nhân viên kỹ thuật tăng 10% và sản xuất tăng 11%, trong khi họ cũng đã tăng số lượng thanh tra viên chất lượng máy bay thương mại lên tới 20% và cho biết rằng chúng tôi sẽ tiếp tục tuyển dụng. Chúng tôi cũng đã đầu tư vào chất lượng trên toàn công ty, tăng số lượng nhân viên có chất lượng lên hơn 25% vượt mức trước đại dịch 2019 và chúng tôi không muốn có một vụ tai nạn thứ ba và chúng tôi muốn rằng Boeing sẽ trở lại thành công ty kỹ thuật hàng không vượt trội tạo ra những tuyệt phẩm và an toàn như trước đây. Và cũng liên quan đến máy bay khi mà vào ngày 3 tháng 3, kỷ niệm 10 năm ngày mà các nạn nhân trên chuyến bay MS-370 của Malaysia Airlines mất tích thưa quý vị. Vào ngày 3 tháng 3 thì Malaysia cũng đã tuyên bố họ sẽ sẵn sàng khởi động lại hoạt động tìm kiếm chuyến bay MS370 bị rơi thu hút sự chú ý từ ngoại giới. Và chuyến bay này của Malaysia Airlines đã biến mất trên đường từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh vào tháng 3 năm 2014 và đây vẫn là một vụ án hàng không chưa được giải quyết lớn nhất trong lịch sử hàng không toàn cầu. Chúng tôi muốn biết sự thật. Người thân bạn bè rơi nước mắt khi mà nhớ lại chuyến bay của Malaysia Airlines. Con ơi, đã 10 năm rồi, ba mẹ đến đây để đưa con về nhà. Một người đã chia sẻ và họ đến từ tỉnh Hà Bắc đã nói với báo chí vào ngày 8 tháng 3 của 10 năm trước. Con trai của họ đã đáp chuyến bay MH370 của Malaysia từ Kuala Lumpur để trở về Bắc Kinh theo lịch trình. Nhưng thật không may, anh ấy lại trở thành một trong những hành khách trên chuyến bay. Và 10 năm qua, họ chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm sự thật, thậm chí còn dành hơn một triệu nhân dân tệ để có thể hỗ trợ cho nỗ lực này. Chúng tôi đã tới 15 quốc gia ở bờ biển phía đông châu Phi để tìm kiếm những nơi mà máy bay có thể hạ cánh và chúng tôi sẽ không dừng lại hay là sẽ không bỏ cuộc. Báo chí nước ngoài cũng đã đưa tin, từ nhỏ thì nhân vật này đã là một niềm tự hào của gia đình. Anh có thành tích học tập xuất sắc và là một trong ít số sinh viên đại học ở trong làng. Và xuất thân từ một vùng nông thôn ở Hàm Đăng, tỉnh Hà Bắc, thời điểm thịnh vượng nhất của gia đình là vào năm 2014, khi có tin anh nhận được cơ hội làm việc tại nước ngoài. Anh là đứa trẻ đầu tiên ở trong làng ra nước ngoài, và năm đó, chuyện này đã gây chấn động cho cả làng, và có thể là không thể nào quên cho nhiều thế hệ. Tuy nhiên, đối với gia đình và bạn bè thì thật khó có thể che giấu nỗi buồn khi mà nhớ lại nỗi đau mất đi người thân. Grace Nathan, luật sư 36 tuổi người Malaysia, cũng đã nói với báo chí rằng 10 năm qua đối với cô giống như là một chuyến tàu lượng siêu tốc và cô không thể bình tĩnh trở lại. Mẹ của cô, bà Anne 56 tuổi, là hành khách trên chuyến bay và dù cuộc sống vẫn còn tiếp diễn nhưng mà cô không bao giờ nguôi ngoai nỗi mất mẹ. Nathan đã phát biểu trước đám đông và kêu gọi chính phủ Malaysia hãy bắt đầu cuộc tìm kiếm mới ms 370 không phải là lịch sử. Một người con trai khác cũng đến từ Hà Bắc, 28 tuổi cũng đã có mặt trên chuyến bay và đã mất tích nhiều năm. Máy bay này đang ở đâu? Tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm. Sau nhiều nỗ lực không có kết quả thì công tác tìm kiếm cũng đã bị dừng vào tháng 1 năm 2017. Quay trở lại vào tháng 11 năm 2022, một cư dân của đảo quốc Ấn Độ Dương thưa quý vị đã phát hiện ra một mảnh vỡ của máy bay MH370. Màn vợ cho thấy cơ trưởng đã hạ bộ càng trước khi mặt máy bay lao xuống biển. Và điều này càng củng cố giả thuyết trước đây đã cho rằng máy bay có thể đã bị rơi một cách cố ý. Máy vỡ này là một phần của chiếc máy bay Boeing 777, còn được gọi là cửa Tunian, và nó đã trở thành bằng chứng vật lý đầu tiên cho thấy cơ trưởng có thể đã cố tình cho máy bay rơi xuống biển. Ngày 12 tháng 12 năm 2022, Đưa tin trong một báo cáo, chuyên gia hàng không của Mỹ và Anh đã cho biết, việc mà hạ cánh cho thấy vấn đề hành động chủ ý của phi công cũng nhằm để cho máy bay chìm nhanh nhất có thể sau khi va chạm. Và theo báo cáo của China Press của Malaysia, khi mà cuộc mất tích của chuyến máy bay MS370 của Malaysia Airlines bước sang năm thứ 10, Bộ trưởng Giao thông Vận tải tại đây cũng đã nói với các gia đình nạn nhân khi tham gia lễ kỷ niệm 10 năm vào ngày 3 tháng 3 vừa qua rằng, chính phủ Malaysia sẽ tìm ra bí mật lớn nhất lịch sử của hàng không này. Và ông cũng đã chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải một lần nữa mời công ty thám hiểm vô cực đại dương của Mỹ để tới Malaysia để bắt đầu lại hoạt động tìm kiếm MS-370. Ông cho biết sẽ nỗ lực ký thỏa thuận không tìm thấy, không mất phí với bên kia và hiện thỏa thuận này đang chờ thời gian để họp quyết định thưa quý vị dương linh xin cảm ơn quý vị theo dõi tin tức được cập nhật trong buổi sáng ngày hôm nay và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo tại channel tin người việt canada